thì để thằng Bảo nó chích cho em một liều nữa. 9 tháng người sau sẽ có quà luôn. Chích quả này trong 9 tháng sau bụng nó chích to à? Đấy à, đấy, mày thấy chưa? Đấy. Khó, 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 chết mẹ mày rồi con. Không. Cầu xin mẹ. Quá. Kiếm ăn gì? Đâu, anh ấy đang chơi thôi. Chị Hằng ơi này, cô lời ngủ chung với em. Chân em trắng này ngủ chung ra đây. Rồi. Không phải suy. Này, em kể cho chị nghe. Chung cái gì? Đòi gạo nấu thành cơm. Mình và bà thì chẳng người vậy. Mình tôi anh sẽ trả tất cả các bạn. Ừ. Bây giờ cũng đêm đêm hay là mình anh muốn gì kiếm ăn không? Kiếm ăn để giờ này ai bán quán ăn đêm mà không kiếm ăn cái khác, kiếm ăn cái khác thôi. Bây giờ anh xét là cũng biết em ở trong cái tem này em này hay kiếm ăn đêm đúng không? À kiếm ăn này á? Ừ. À mình kiếm ăn đêm. Mày tai một tiếng luôn. Cái cơ hội em ăn kiếm ăn rất là dễ. Anh biết nó ngủ ở trên tầng ngủ mình một giường. Ok. Tí. Bây giờ. Tí anh. Anh đi theo mày kiếm ăn. Thế em rủ anh đi kiếm ăn. Thế là bây giờ anh đi theo mày kiếm ăn. Ừ, kiếm ăn trên đấy. Đi. Mày đi đấy. Con này. Mày lên kiếm ăn xong rồi anh kiếm được thêm phần nào kiếm. Ừ. Kiếm ăn quả này. Luôn nó ngay. Xong cho người ta 9 tháng 10 ngày, sau 9 tháng 10 ngày người kia là có kết quả đấy anh em ạ. Nói chung là thằng Bảo rủ mình đi kiếm ăn các bạn. Mình sẽ đi xem nhất cho Bảo để xem là người kiếm ăn như thế nào. Ờ để mình học hỏi anh em. Còn bây giờ cũng giải giọng nó đi lên mà luôn ngay của anh Tuấn Anh. Đi anh đi mày đi cho anh Tuấn Anh. Ok mọi người. Chết đấy. Em ok. Mày bảo kê à? Em không mấy em cân lắm. Bạn bị kinh rồi. Mày biết không? Mày biết không? Không biết cách nào. Làm việc. Để công chuyện. Vào tao chơi thế chứ mày phải kéo cả lên đấy vắt ra đấy quỵt đây ngủ đi không lên giường em làm gì. Thằng Thảo Bảo nó bảo là hôm nay thằng Quang nó đi báng ngồi nó lên nó chăm sóc em một tí thì em cứ ngủ đi. Thì em cứ ngủ đi không anh? Em cứ ngủ đi, nhưng cái gì thì còn đèn bọn anh làm bảo vệ, bọn anh đứng đây anh rắn thôi. Nếu có con chuột nào nó cắn vào đít em thì bọn anh cắn hộ. Ôi ơi, đi ngủ đi. Cái gì? Đúng rồi, ngủ đấy. Anh ngủ đây, ngủ đi. Chị Hằng, đi ngủ với chị Hằng. Ai rồi? Đi, sao lại em? Có phải con anh để bắt nạt em không nha? Ai bắt nạt mày đâu? Ngủ đi ơi. Anh đây này. Hằng cứ ngủ đi. Đấy. Em thấy hả? Ngủ vừa là cứ như hoàng thượng thường thường có hạng ngủ đây ngủ có hai thằng bảo vệ canh bảo vệ hai bên đúng đây. Em ngủ cũng có em thấy mỏi mệt cơ tay cơ chân cơ đùi hay là cơ ở chống ngực là bảo bọn anh bóp cho đêm anh quen nó đáng bóp thử trả vậy à nằm xuống rồi nằm xuống nằm xuống con này bây giờ bọn anh nhờ con không ngủ nữa ngủ đi để bọn anh lên bọn anh rắn bọn anh kiếm ăn tí không mày chứ kia cái giường kia em nhặt em không biết chứ cái giường kia của mình em rộng lắm nằm rộng lắm cả đi ngủ cho vừa cái giường chứ của mình em lên lên anh bỏ bây giờ như này để anh nói để anh lấy hết giờ nhá bây giờ buổi tối là cái ngực của em là bị ăn mà anh yên tâm cho anh em anh với con anh ngủ như thằng học như thằng ấy hai quả bóng bưởi kiểu em sẽ to hơn đấy không hộp lọ em sưng luôn sưng luôn bát không có khi em cần cảm ơn các anh ấy đấy buổi hôm đấy thôi thế bây giờ có cho vào đây ngủ chung không đi xem ngoài nhá em nhìn nhá cái giường em trong tướng của mình em nằm chả thế à phải để anh lên anh nằm nữa thừa cho nó chặt đi hả không vừa nha Bảo phải mày phải để Bảo nằm ở giữa lòng mày thì nó mới hợp lý đúng không? Ê, ôi cậu, cậu xin anh đi ngoài hay em đấy? Ví dụ, à tao đi tao, mày không được đánh tao. Thôi tao đi. Con này đánh nhau lắm. Tối tiền tao nghỉ, tao tiền với nhau. Tao tiền với nhau. Thôi. Bắn con anh đi để con anh hỗ trợ. Con này đứng đầu lắm mày ạ. Ngoài. Vậy. Thẻ luôn mệt ghê á. Mày mất
Thang 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 thang. Làm sao mà ngủ được khi không có hai thằng mình, phải không? Trời ơi, đừng ngủ khi hai còn thức. Ngủ cái gì khi trời đã tối? Trời ơi, cuộc sống này mình không phải ngủ làm gì cả, mình phải thức cùng nhau đêm nay. Em ngủ đi để mai em còn dậy sớm đi chợ với chị. À, bảo nhất à, bảo nhất anh bảo mày. Mày kẹp, mày kẹp đuôi vào đây. Đây, kẹp đuôi vào. Đây à. Đấy, anh đấm lưng cho á. Đúng rồi. Nó. Em hôm nay không bị đau lưng. Nó xả stress cho em. Đấy, massage toàn thân. Thôi, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Tháng qua hôm nay nó về nhà nó chích Covid rồi. Thì để thằng Bảo nó chích cho em một liều nữa. 9 tháng người sau sẽ có quà luôn. Chích quà này trong 9 tháng sau bụng nó to à. Phải không ạ? Không cần ăn nhưng bụng nó to. Anh hôm nay nghe thấy lời chỉ huy của đại ca Bảo. Dẫn anh lên đây, anh chỉ đi phụ tụ ông Bảo thôi. Có trời bụng bụng không? Bụng của anh là thầy của anh á. Anh có biết là một khi mà nó xách của anh lên là anh chỉ có xác định như này không? Không tin, đéo sợ. Thôi anh không ở đây, không sợ. Đéo sợ. Anh nữa. Bây giờ anh là đệ của Bảo mày. Bây giờ con anh ở đây anh làm gì tại được? Bây giờ con anh ra Hà Nội giỏi, Bảo nó về luôn trong đêm nay đi. Sáng mai nó về à, cơm đã thành gạo chín rồi nhá. Dạ thôi, hết rồi. Bảo đâu? Hết, cần mút. Làm kiếm ăn. Làm xuống. Làm xuống, bảo tức con sữa. Có người ôm ngủ nó mới tối nó mới ngon chứ. Chị Hằng thì em sao, anh xuống ôm chị Hằng. Không sợ chị Hằng. Hằng bây giờ chỉ là con tép dính trên mép của con mèo thôi. Hằng mới quen nên là chưa ôm. Đi lên ngủ. Em không sợ anh. Hằng là người yêu của Bảo chứ không phải người yêu của anh. Không bao giờ sợ. Mà Bảo cũng không phải sợ luôn em. Không sợ. Hằng mới quen thôi. Anh mà đậu vào một cọng lông cọng tóc của em xem. Đậu hết vào túm lông luôn. Ok anh cả. Vào. Móc cả vào trăng thì không phải bây giờ vào. Anh mà bay thì kiếm ăn trước, anh kiếm ăn sau ấy. Anh kêu bắt sao? Vậy thôi, nằm xuống. Đúng rồi, bắt nó chở mông lên. Nằm xuống, chở mông nha. Đây, kiểu như này. À, chở mông, bắt nó chở mông lên mày. Tụt quần nó xuống. Quần nó không có xe, xe thắt lưng đâu. Cụt tụt xuống. Thử lưng này em cô. Tụt xuống. Đấy à, đấy, mày lấy chưa? Tính nghĩ rồi, đẹp. Khó, chết mẹ mày rồi con. Đâu. Đâu xin mày. Cứu em. Anh chuẩn bị chết rồi đấy, khôn hồn hành động của người anh. Anh bất tử mà, anh vẫn bất tử quá, anh bất tử không sợ đằng nào cả. Thôi, mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Đấy, mày cứ anh nào, đó là để em cứ ăn, để em ăn, đi anh để sau nè. Đó là, anh, đó là, kiếm ăn gì? Kiếm ăn gì? Đâu, anh đi đây chơi thôi. Chị Hằng ơi này, vô lời ngủ chung với em. Chân em trắng để ngủ chung ra đây. Rồi. Không phải suy. Này, em kể cho chị nghe. Chung cái gì? Đòi gạo nấu thành cơm. Chung cái gì? Đòi gạo nấu thành cơm. Tuấn Anh ơi. Đừng nhìn mày. Không có anh Tuấn Anh ạ. Ủa con anh nào? Tuấn Anh rồi. Có mỗi mình mẹ anh Bảo đó chị ạ. Không cả Tuấn Anh, có cả Tuấn Anh đâu. Có ạ, cũng anh Bảo luôn. Con anh nào? Tuấn Anh. Ừ, Tuấn Anh nào? Ủa, Tuấn nó mà. Đâu biết. Không, có mỗi mình anh Bảo thôi. Sao? Sao lại nào? Tuấn Anh nào em thấy mỗi mình anh có mỗi mình anh bảo đòi lên nhá đấy tôi có cả Tuấn Anh cũng như nữa. Gạo giả nấu thành cơm cả như gạo nấu thành cháo em. Quà cho tôi 9 tháng 10 ngày. Cái này dâm dê. Anh lên đùa. Kính thưa hai chị em phụ nữ
hay đánh người. Dạ em trước tiên em xin lỗi chị Nguyễn là vừa em đã làm những điều sai trái với chị nên là hay phá giấc ngủ của chị nên là okay. Chị tha lỗi cho em đấy, đánh đi. Chị bảo quá cho em cái đấy không, qua cái việc đánh là chị đừng vọng lực với đàn ông đấy, okay, nếu đàn ông vọng lực với phụ nữ rồi đấy. Okay. Còn ăn đâu tôi tay cả đứng cho tôi em hàng đây nói chung là hàng đấy nói quay ra đây. Vừa anh ngu anh bị Tuấn Anh dụ lên đây chơi mít phá được ngủ mít. Nhưng mà lại đổ Tuấn Anh, em thấy bố anh bắt đầu lại đổ. Nhưng mà Tuấn Anh tự nhiên em nhìn phát là Tuấn Anh chạy bố hay đâu ấy nên là anh nghe nặng đấy. Hôm nay là chủ mưu của Tuấn Anh. Tuấn Anh là thì thằng xứng đằng sau cấm thế nhá. Tính dâm dê. Chàng. Bố này phòng vào cho mình quá đi. Hai chị em mình ngủ chung. Cho hai vụ này anh không có lần thứ hai đâu nên là không, Tuấn Anh vẫn phạt ngủ ngoài, chị em mình ngủ chung. Mong là chị Hằng Nga chị sao đây? Tối nay ra ngoài nằm. Ôi ra ngoài ngủ ghế sofa. Ghế sofa đi. Toàn. Không. Thôi đừng để ngủ ở ghế sofa.